Xin chào tất cả mọi người, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Mình tên là Kazu của anh nhóm Double Wish. Bây giờ mình ở 62 Trung Đình, quận 1 nha. Và tại sao mình đến ở đây? Hàng vì đặc biệt, vì cập nhật. Mọi người biết không? Vì cập nhật là mình lần đầu tiên nghe vì cập nhật. Chưa hiểu rồi. Và quán này là được giới thiệu chém mặt nha, là quán này được giới thiệu top 10 quán mì chồng mì xào cho dân sáng ăn tại Sài Gòn. Mình sẽ đến ở đây để ăn mì chồng đặc biệt là mì cọt. Ok, đi thôi. Mình đã gọi mì cọt nha, mì cọt khô nè. Có vẻ là rất rất ngon. Bây giờ là đúng người, đúng khách nè. Chắc chắn rất ngon. Cái là cọt nha. Mềm nè. Cái mà xôi mì bình thường là màu vàng hơn nên có thể là không phải là xôi mì bình thường. Xin chào. Ngon. Là có thể là cũng có nước tương này. Và muối à. Thịt heo à? Wow, wow, wow. Hơi hơi nhiều á. Hơi nhiều, không phải là quá nhiều. Nhưng mà hơi nhiều. Em heo là không có vị nữa. Cần satê à? Cần satê à? Satê là có nhiều xả nè. Mà mình không thích cay. Nhưng bây giờ chạm nhiều nha. Thất bại à? Mà ok. Chắc chắn ngon nè. Đối với mình không cần satê. Nhưng mà nhiều người Việt Nam thích satê đúng không? À. À, người hương vừa ở đây nói là cần ăn cái này. Ăn cái gì? Nhiều mỡ nè, béo à, quá béo nè. Ui. Súp này rất ngon, kiểu Trung Quốc ha. Ngon nè. Là tôi nghĩ là, mình nghĩ là món Trung Quốc là vừa miệng của tôi nè. Và gặp mình người Nhật nha. Nên cái này là cảm thấy là ngon. Ừ.
่มเป็นยังไงคุณฟ้องสวยดีอยู่ที่ไหนเนี่ยตัวนี้นี่แหละนักงงนะตัวฮีโร่เงี้ยน้อยังวันไหนล่ะหมอลาวรวยนะฮีโร่ใครเวลาที่ไหนล่ะนักงงเนี่ยไปอยู่ตรงเหนือตรงทักเนี่ยไปอยู่หลังมือหมดอยู่รวยอ่ะตรงทักเนี่ยมองความในล่ะขอรับเงินทุกดงเนี่ยเราไปอยู่ซินสเก้โกยรวยละคุณเดี๋ยวอยู่ที่ไหนจังเราคุณเดี๋ยวหลานเขาฝ่ายอยู่ที่ไหนแล้วค่อยๆใหญ่นี่มันแค่ไหนล่ะเขาแบะเลยแมมจนจนแค่ล่ะแค่ต่อยล่ะอย่างนี้คิชิเมนมีอุดมดักเบียดของญี่ปุ่นนะล่ะแมมว่าอย่างนี้ล่ะฝาเนี่ยตรงนี้ล่ะก็ไปแล้วก๋วยเตี๋ยวบ้านไหนล่ะรับงงตรงเลยนี่มาโอเคอ่ะยังนะเนี่ยนี่มาที่ไหนงงว่าอะไรล่ะจุ่มจามใส่ละเนี่ยจังจังยังมั้งเนี่ยนี่มางงเนี่ยเดี๋ยวมวยเงยเด้งความนักเที่ยวไอ้แก่ความไหนอ่ะก็แค่งงนะความไหนล่ะขอเกือบสาวจะสั่งเต็มละมือหายจะเจอไหมจะเจอฮะตรงเกือบสองเนี่ยถ้าอยู่ละมือมันจะเลยเนี่ยอันรีนเนี่ยอันยันเนี่ยติดวิดีโอหน่อยให้ไลค์แชร์ซับสไครบ์เนี่ยบ๊ายบายนะเด้อทำมอง